Động vật ăn cỏ. Như chúng ta đã biết, có nhiều loài động vật khác nhau trên hành tinh của chúng ta. Hôm nay chúng ta sẽ nói về động vật ăn cỏ. Đây là những động vật được cho ăn hoàn toàn bằng thực vật. Nó bao gồm những loài chỉ ăn lá, cỏ, cũng như những loài ăn quả và hạt. Những loài động vật linh dương, như cao cổ, tê giác, mã. Con voi. Voi là loài ăn cỏ lớn nhất hành tinh. Nguồn thức ăn của voi phụ thuộc vào môi trường sống. Những con voi sinh sống ở khu vực phía nam Ấn Độ thích nhai lá, trong khi những con voi sống ở Zimbabwe sẽ thích ăn cỏ. Những gì loài voi ăn sẽ phụ thuộc vào mùa. Vào mùa mưa hay hạn hán, chế độ ăn của chúng sẽ khác nhau. Con ngựa. Ngựa là động vật ăn cỏ, chủ yếu ăn các loại thức ăn quả, vỏ cây. Ngựa là loài động vật không nhai lại, vì vậy chúng chỉ có một ngăn dạ dày. Một con ngựa nặng 450 kg mỗi ngày ăn khoảng 7-11 kg thực phẩm, uống 38-45 lít nước, cỏ mọc tự nhiên. Các loại lá cây như so đũa, mít, chuối, sầu đâu, keo đậu, dơm bụt, phế phẩm nông nghiệp như dơm, thân cây ngô, ngọn mía, dây đậu, các loại củ, quả như khoai lang, bí đỏ, chuối, thức ăn tinh, thức ăn khoáng. Con bò. Con chủ yếu. Ah!